quay cho. Ông dân đồng đẹp bác cả bằng to cái mạng cả này tệ thi sản mạng cả nâng đào được cái chung từ trong mình vì cả việc đây yên dưới nằm bây sorry khiêu dòng phòn nằm bây và to cả tăng thông đại đào dịp buộc xạ xây sống chơi. Merci, Monsieur le Président. Madame, avant de revenir à l'endroit de votre récit où vous vous êtes arrêtée avant la pause, j'aurais une précision à vous demander. À l'époque où vous étiez dans la forêt, est-ce que, au moment où vous avez accouché de votre premier enfant, Monsieur Khieu Samphan était avec vous au jour de l'accouchement? Nó phải xem xem ra có ăn nấu tế có từ cra có từ chân nó phải xem xem ra ban chất mặc hai bằng quan chơi màu bình Vous avez ensuite indiqué que M. Khieu Samphan vous avait soutenu, était resté auprès de vous. Combien de temps cela a-t-il duré? Là hốt mình đang chơi bảo màn khai đấy, bà hai chơi bay buôn khai rồi bảo bảo màn đấy, bộ ấy chật nơi là hốt tới đó là vì mình đi đọc bằng phần nâng nơi, bà hai bay khai nơi mình đi đọc bằng phần, bàn chanh bị nâng cơ một phầy, bò một phầy, nơi bò một phầy nơi chủ mùi kìa đài, bà chanh bị bò một phầy, bàn tư phù mía có nơi chủ mùi kìa, tăng thêm tăng quát nơi chủ mùi kìa, bàn tư mía bàn ta màn tích tế, chích rung đọc nông phình. Et vous dites, madame, que pendant ces 4-5 mois, il s'est occupé de vous. Ça veut dire quoi exactement? Pratiquement, c'était quoi s'occuper de vous? Est-ce que vous pouvez décrire rapidement de quoi il s'agit? Ất ôi đua tức, Ất ôi nhầm chọc tức. Bài tức đã kê đi máu, có chui vô máu. Cứ nông mà dạ, bay khai cũng đứng qua tha mà còn ở đà. Nờ, bởi mình chân tế, bá chị chư chật ké, chư chật cung, chả tư nó không toán đi. Bạn ta thì chạy về bà màn để khiêm dâm ra lấy nhóm thơ thật luôn anh muốn mà hãy nâng từ bàn quạt màu. Và thang ngọp á, dạng đi bơ con nữ thành chân ô, chứ ngọp. Thành chân hết bàn quạt nữ là hốt tử. Từ thơ sắp cực quạt ơ nhóm chọc tức ở ơ đá từ nà thì merci. Nous allons revenir à ce dont nous parlions avant la pause. Vous disiez que M. Khieu Samphan était allé s'installer à K3, mais que vous ne l'aviez, que vous étiez resté à K1. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez le rejoindre à K3 ou est-ce que vous restez à K1?
Et pourquoi ne l'avez-vous pas rejoint, ne l'avez-vous pas suivi à K3 immédiatement? Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça ou pas? Donc au bout de deux mois, vous arrivez à K3. Quelles étaient les conditions d'installation dans ce nouvel endroit, ce nouveau bureau? Khơi bà đây nhóm lúc nơi tẹt chơ mùi bục thuyê của ọt sụp bay tay chật đá của bục đá hay bục quân của ọt phía đá đôi chân nếp lúc nhóm ọt tơ nơi chùm mùi quát tế với bộ ấy tẹt nơi mình cà tê hay quát cồn dưới đây có tham bạch mà nơi nâng tê tè phục ở miền tây miền tây hay nhóm từ chân tới nhóm tháng chân nhóm nơi chỉ mùi của quân ta luôn chia tè quát miền cả tục miền ấy nhóm còn nơi mùi của quân ta luôn chia nơi chuyện nổi chóp tè bài hỏi và hai chưa ở ban tân lưu chìm vui quá tê và hai chưa của man khai cày pi được bay khai cày lư tha ta pol pot ở điệp trong tê mui tha mà hai mấy tân lưu chăng ở điệp trong tê mui oi quá tư xong rung ban khơi nè đi kê riệp trong tè muối mò chích tè bài chlong tè mà lụa ven chlong phơ mà lụa ven tè hay chlong mặt hàng anh đang cái nơi hàng chướng tè đền nư nấng chlong mò mặt hàng ban riệp trong tè nâng hói ban cái ao khi mà nư chùm muối quạt hay sự than là cà phê nu cò bọ bạ nè đá rồi ấy nơ miên cà ọt bài ọt nè viêm sơ miên bài miên tức ấy tức miên vận tay viêm sơ miên cò phục cục quan tê về lá hụ nùng păng bài mà phê hay nẹt đặc ngon cò hụ chẳng đài hay mà hốp cứ miên tay sờ lo của cô và hả đội kia ở miền một hộp A bị sai ở tề hay cái đẹp đẹp mò mùi để ao nắng cứ bồ cắt miền mà tròn à partir du moment où vous avez repris la vie commune dans cette nouvelle maison avec Kyo Sampan, nouvelle maison dont vous nous avez dit qu'elle était également située à K3. Est-ce que vos conditions d'installation se sont améliorées? J'entends par là que tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'à K1, il n'y avait pas de lit par terre, dormiez sur des nattes. Est-ce que les choses étaient différentes à K3 quand vous avez rejoint Kyo Sampan dans cette nouvelle maison mise à votre disposition? Nơi thuê ca nơi công ty cọ bảy nắng lẽ khán phá xa chiêng ca nơi cò muối được coi rằng mày
Khiêm sông chùm riêp tết cư lọ cua xong chếp tết mò. Vẫn tết chứ miên kre, chứ miên xây tế, bụng ấy cả phiên tế cư. Đi kra cả tên thông mặt đá. Tộc có ọt đá. Côn xây nhóm lũng ba. Đau mà dù bắt bạn đê tê quất chuối mơ chuối po đó chết lư bạn này bạn bạn đê tan chân sông kre à say chất thắng sông kre à say cái rô à kre à say nắng bà bạn mùi mơ à nhóm có sông kre à say mùi mơ đau á có sông kre à say cái mùi khi gà rô ban áo kre à xây bà tê đã bà tê tui thông đà lực đã bay chung chán hay xâm rạ tầng ọc nìa nâng ôi bìa là hơi ọt kra gà tê là tê hay côn nhóm bìa gà đá viên nơi thì dùng chứ là hốt đò thông nên mà chân năm nên nâng bàn bìa nhóm rùi tức nhóm vô à sông rừng ở kia rô ăn rừng nít đây nâng vô mới chọn rừng vô là bê nâng quát co mình ớt mốt đi và nà tháng cô nơi đi tư bô côn nơi chết bộ ui co cua chui bô mà đo mà nẹ hốt đo côn đê bạn chịt phlư hay quát cùng sơ bạn dùm ra không cùng sơ bạn dùm ra đây dục dục vô đôi chân này chỉ vật không khởi chân tao mặt tròn mò xa lớn vinh tế mình sử dụng tế nơi nông prê có đôi chân hay mò nơi miền cái thà rụng đó hơi có mình toàn mình miền tập tế tế Et alors, vous venez de parler de votre fille, mais votre premier enfant, celui qui était né dans la forêt, est-ce que il était avec vous aussi là-bas, à 4 ans? Thầy dương nhóm kia xâm rạch chân hơi có cứ mẹ ảnh lịch côn đấy và cứ mẹ chỉ tu tới cái nơi hình chân thấu tới tới nơi ảnh lịch côn nực côn đấy và cứ mẹ tăng bì nâng mó côn tận ưu mình đôi cục ma khăn ông mặc khai nâng ôi đôi chìa chương bì ná tới nơi thà từ sông vô mà lên mà đoan lên mà ra ban mà tích từ lọc tư vinh về dùng nịch anh nịch cô Qui avait pris cette décision alors de l'envoyer dans cet endroit? D'où venait la décision? Hồi khi ông bàn dây đây trong tháng trăm ở Việt Thùng thì tới tới buồn chứ năm mấy tớ. Nó có tha tê kê dùm rạnh chân nhầm mệnh hiền. Chân có tớ có tớ. Cho con tớ về ạ trong tớ về chung. Tao không chụp.
Vous avez dit qu'au départ, les gens qui vivaient à Karin étaient tous partis vivre à K3. Est-ce que les personnes qui vivaient à K3, ils sont restés en même temps que vous? Ou est-ce qu'il y a eu des changements? Lục ta nuôn chia ta Pol Pot hay nâng mai chùm luôn đôi chia ta Yên Sử Ri bộ phân quát ta Son Sơn Sên bộ phân quát ta Vôn Vết ta mình đẹp xế tế nhầm lịch nhé. Thế là vì nó có cái tranh tầng ọ, vì có bây. Tranh tư cái này, cái tầng có bây tầng ọ, ọt cõi màu, ọt miên này là màu tiết tế. Miên ta tan buôn chia màu mà đòn, mà đòn. Nơi ta ở đây nhau mà này anh. Je suis désolé, madame, je vais être obligé de vous demander de détailler parce que je ne comprends pas ce que vous avez dit. C'est peut-être dû à une difficulté de traduction. Nous allons voir. Parce que ma question était de savoir si vous, lorsque vous êtes arrivé à K3 pour rejoindre Kieu Sampan, vous avez indiqué que vous avez habité avec l'épouse de Nguyen Chea. C'est bien ça? Au début, vous avez vécu près de la cuisine avec l'épouse de Nguyen Chea. C'est ce que vous avez dit, je crois, à K3. Alors, à ce moment-là, lorsque vous arrivez à K3, il y a d'autres dirigeants qui habitent à cet endroit? Et combien de temps vont-ils rester? Est-ce qu'ils vont vivre à cet endroit, par exemple, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens? Ou nous l'indiquer, s'il vous plaît? Je vais reformuler, Monsieur le Président. J'essaie de savoir, Madame, si vous venez de dire que les dirigeants habitaient à K3 lorsque vous y êtes arrivé. Est-ce que les dirigeants ont continué à habiter à K3 pendant longtemps? Et ils sont partis où? Est-ce que vous le saviez? Chanh tơ tam cái lệnh riêng bọc
quạt riêng luôn vì bộ quạt xả miên mình ti cả xuông cả căn cặp từ cái này nâng tam nhầm đấng cứ quan tất nặng đầm bay riệp trong cái này hay tất nặng cái này ngắt tại phần nâng tê hay ta Pol Pot nuôn chía lúc nữ cái này co mùi hay nẹp xên cứ nữ cái này cả xuông bọc và kê riêng riêng luôn nâng tam nhầm đằng cầu máu lưu thả cột tân nơi làm cả xuông lên bọc quạt chẳng vous et monsieur Kyo Sampan vous allez vivre à K3 jusqu'à quand bản to ru nâu mần tí có bấy ní rồi hốt đoàn bên nà đấy Khom ru nâu cho mùi quạt là hốt đo về Việt Nam cho cằn cặp. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez vous à K3? Quelles étaient vos activités sur place, vos fonctions? L'Oxray n'a pas été fait, il n'a pas été fait pour l'Oxray. Khom som chum riep nơi cọ bấy mục nghe đại nương khom nấy cứ miền ta đâm bài ở đấy hay nâng mưa cồn miền ta pi nâng từ Et est-ce que vous saviez ce que faisait votre mari, lui, de ces journées? J'ai rien rôle thangai, quand nous, mon ami, que... Pêle le khiom mau, thôi, pour boire, boire, chara, de bai, pour trouver son art, rôle thangai. Rien rôle thangai, quand ta yin ta, pour qu'on serai nhom, à cái đá lưng ngụt từng ngụt ấy hay po chọc mau từ cái lạnh thừa ca quạt chỉ riêng rồi thay mình đại khan để rồi tới bữa miền cãi quạt có vô mà đặt ao trong nơi tẹp bài trong mình đại từ cái lạnh thừa ca quạt tế về nút trong có toàn đăng thà ca nghe quạt say nơi tẹp bàn tay con say khom từ chùm mũi quạt nhực nhòa bằng chân tứ cá nô viên nữ chạy gì tịch tịch vậy mình chụp bát thế hay việc tay việc tập lọp màu vinh nâng du đáy bàn việc lọp màu vinh việc miền say chân tứ việc chả căn thơ việc chả thành gì tha say nô nâng cứ kinh gì được gì tu sập chân nhóm có xua tha bọc với sấy nô nứng còn việc thì chạy gì ấy nô tọc mùi niệm man mấy nâng nhóm cho tại vì máu viên dây thành chân bán nhóm xua qua tháng của nâng của nẹ đè nâu nứng quạt oi tu sạp ở điệp văn nâng qua việc tư việc lứ hay ở kia rồi văn kia tới cái văn sau này văn pi cái lại khang tư đặt nơi tam mua lực than nữa nghe rồi chẳng ở kia rồi oi nâng về vậy tam kia nâng hay nhầm than chẳng cái lại nâng rồi văn thằng khi nhầm rồi văn nó cái kia tới cái văn ấy nâng dương rồi ở kia nữa nghe chẳng thì nhóm có lực hình thái óc bắt và nâng cái lạnh quạt nâng riêng về bàn phần nâng ấy cho tập gì to mất và tăng gọi riêng bàn cục mục tầng óc tăng pin bắt vào học kho ao chan năng vô từ mua lực than đất từ mua lực than nâng qua prap nhóm chẳng nâng nhóm đăng pe nâng tê vì muốn máu nhóm đại bàn từ tê tôi nhóm lục lên nơi tẹp bài mà này ai như vậy thầy côn phong ai phong ai khó ai cụ ai luôn ai thằng ông ăn miên này đi tê chân đăng ca nghe quát đời xa chân tê hay quát ta hơi hay quát po côn màu bình nhé bộ bò ai hơi chúng cá tơ te
chuyện cá quạt tư cái lạnh quạt mưng tư tư cái lạnh tư cá quạt tư vô biển tư bình đặt đầy về bình từ tư Est-ce qu'il s'absentait souvent de K3? Cỏ mùi ở anh chẳng mà đo mà cao hay cầm rò từ để đi tìm mà hụt bái hụt ai vinh chẳng đại ọt đi Quand il quittait K3, est-ce qu'il était accompagné de garde du corps? Comment se déplaçait-il? Lòng bà ta nâng cứ đôi chìa con buôn hay ọt miên trang tê chi bị còi tư chân nâng có chi ta nâng ọt miên lan ọt miên xây lan xây đẹp lọ rưu có bẩn nật ấy nế ọt miên tê À partir du moment où les dirigeants ont quitté K3, est-ce qu'il restait là-bas beaucoup de monde? Est-ce qu'il y avait une activité importante? Est-ce qu'il y avait, des bureaux avec des employés qui venaient quotidiennement travailler? Est-ce qu'il y avait une grosse activité dans ce bureau K3, d'après ce que vous avez pu constater? Nơi mình đi có bây cứ sát chân ọt miên nè nà chân chốn hay còn nơi khả tích hay trong nơi pi nè miên mà nè tiết quạt côn cháy đá và sẽ lại cho một ươn hay nơi tập pi nè nâng tê đó nè ca pia nè nếch cái miên là nơi kháng krau tay bảo mà nè nhầm ọt đăng tế nơi kháng krau tới nơi kháng nông nâng bằng tay phân này xin nè này đời lại bị kia ai nhom nước nông nướng cứ ăn miên kia tràn tề miên tập bị bay nè Ça veut dire quoi, quelques personnes? Vous êtes en mesure de donner une, peut-être une fourchette du nombre des personnes? Chỉ lo bị bơm man từ bơm man nhẹ đấy. Miền quạt hay nâng nẹt đến nơi cho mùi quạt nâng đôi chỉ pi nẹt. Pi nẹt nẹt nơi lại nhờ cái tu sập đi bị ban nâng. Hay cái nhóm hay nâng một ươn môi tiết ở cao thì lúc mình miền tế miền tế cái nơi thằng cao Ceux qui étaient à l'extérieur, c'était les gardes, c'est bien ça? Dans le thằng cao, nó cứ chia nẹ dìm, nó cứ dàng mạch lúc rồi. Khang krau nưng cứ ca nghe ai nhom ọt đăng tế bần tế có ai giem ta mơ mình cho bạn Il
Vous avez dit que vous étiez resté à Phnom Penh. Jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez quitté la ville, si vous l'avez quitté, est-ce que vous êtes resté à l'arrivée des Vietnamiens? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Việt Nam cho ngày nhom sầm rá côn mui tiết ban pi ngày nhom trời tranh từ cả lúc quạt từ vô nhom chỉ mui nâng trường nâng vô bị bẹt mau hái riệp trong ôi chia tẹt phơn ngày buồn nhom sầm rá ngày pi nhom trời tranh lần nghiệt ngày buồn rồi ngày na đấy nhom lấy cái này nhom sầm ra ngày buồn là ngày của muối ngày của muối lần nghiệt ngày của muối nắng với nhom sầm ra ngày buồn lần nghiệt ngày của muối quạt tôi vô nhom cho mùi trường đứng hay chun tư đặt nơi ra tẹp lương hay ở chi là tẹp lương cho mùi nồng côn pi nẹt tiệt không tôi vô côn pi cái lại nhà mình đồ của mà mỏ thấu chanh thằng chục nứng hay trong côn cháy tập bàn pi ngày tôi chẳng chỉ là tẹp lương là hô chanh tư là hô hay quạt tha quạt chục nứng có quạt chanh tư đây thành chân chanh từ là hốt về nâng ọt miên này như thế từ ọt miên đây trụ quạt thì hốt đò chanh nằm nở từ đò sọc ảnh nằm miên hay có rõ tẹp lương thì chụp trầm nâng ọt miên ấy từ tiên ban lúc số phóng từ vô từ mưa tới khơi nhé đặt nhom vô màu bắt vòng về lúc nhom run phong đau phong ạt đằng luôn tới cái chặt năm chạy tới và lâm lang ban đắng hãy chập đám tới thơ tầm nói tới đó xoài tiền về tới đó xoài chập pin nâng tới phải chờ ngày đọc muôi đọc pi đọc bay bán Việt Nam trôn máu chập đâm tranh pi xoay rút là hốt đa là hốt từ hốt đào trung đàn tam trung đàn là hốt bàn bấm bơm khai à côn bạc nhung nhung của slap nước slap nước khai bấm bơm ở đây ban chua quạt mà đòn thì là côn sắp cùng đài kinh mục đài Je voudrais vous demander, madame, pour revenir un petit peu en arrière, si le nom de Dun est connu de vous. Mà nơi có bấy tớp lưu cho một đường hơi khơi đài khơi nơi nâng và hai giờ tịch đài tê hay quạt nâng ọt sơ nơi cái lại phong khơi cho quạt tranh chỗ nông dạ bê màn khai đã rút tới có tư cái lại cái bạch ọt tầng ọt nê tư hay chạy sẽ đánh ọt miền đài bàn đi dây nê đi tế con tạc khơi hay có ọt qua lấy cho bạch loa ọt tê quan là khơi như vậy nè. Je
Et connaissiez-vous la nature de son activité à 4 ans? Lok srei dang ampi sakamphiep robos duen ni te sakamphiep chleak kwat avai dai nou ko 3. Khiem ot dang te. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. L'esprit d'escalier, Monsieur le Président. J'ai quand même une question. Madame, je voudrais vous demander, comme dernière question, est-ce que vous pouvez peut-être dire à ce tribunal pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Votre mari est accusé de crimes extrêmement graves. Il semblerait que votre présence montre que vous le soutenez. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour expliquer à cette chambre les raisons de ce soutien? ແລະຄວມໂຕដល់ປະໄດສະຫວາມໃໝ່ຂອງລົກສະໄຍຫຼືກໍອັດຫຼືກໍຢ່າງໃດຂ້ອຍຈັ່ງຈຸມຮຽບລົກທຽນຕຸລາການຂ້ອຍມານີ້ຄືຈ້ອງບັງຫານຖ້າປະໄດຂອງຂ້ອຍ tụi bay tụi là ca trâu đã tô tư kê chọt và căn dạng mạch cả đói bần tay luôn nhóm toa lắm nhóm chong bằng hai anh thà và đây nhóm chia mẩn nư dạng mạch nhóm đần cứ thà mẩn nư slot bột riêp xa tôn luôn mân và căn nẹ na cả đói mân thà nẹ cro nẹ miên cướp đây không trời tiếng o hay tụ bay chưa lủng ba về tình nia nơi không pre mui rồi dạ cà đè nhom nâng quạt ban chắp đây kia chụp đây bập quân máu không khơi đây không smart trăng không chưa chạy mà tròn tu bay tu la ca chót bạc căn rư nè na chót bạc căn chẳng mấy cả đời không xong an không chia bạc quấn á cứ mình men xuôi đôi nghe đôi nè tặng óc đi mơ khơi nội tế cứ lùng bạ na lùng bạ tặng nơi nông prey chi buộc hiệp lùng bạ tặng ca ruột nơ rút luôn lột một đòn miên te miên sầm bay như rụng đất hơi co mình miên nghi xua đôi nhẹ tầng ở kia than nụt tê cứ lủng bạn na được chưa này đây nhóm bơ priệp thiệp nâng nơi không pro tiếng ơi nhầm khơi đây khi ông lọ chiêng kê chia bị sai sai là thua quân là thua mình đai vừa ở khi ông và ba chất đây xa ông pơ ấy muối cứ ọt tế hay smart trăng không mai chỉ vật ni cứ tha khmien bốc bật sứt say tiếng ơi sôm bay tập te sôm bay tài rồi bo pra sống bay tà lan để nét đất nuông tiếng ơ miên lan miên te miên dầm bay kê xa đây khi ông ọt tế mà chỉ vứt mà trông cứ trông đồ mòn trông đi hơi đây khi ông chưa chạy đây khi ông cứ mình men chỉ nét khô khư cắt sầm lắp đơ chắc đơ chong kê anh nụ tê khiêm sông thế ni à
cứ khơi nhom khơi chạy sát đây hay khi ông cò ruộng nơi lùng bã về tận nia hay chui khi ông nóng rồi chạy về bay cho năm côn trâu giang mây ót giang mây cái đấy lúc qua ảnh nát khi ông á khi ông chạy sát đây lùng bã nè hay khi ông đăng hơi tha băng ôn rong kru để nơi cả lại chủng lia để nơi cả lại ca rật than kê bằng ót bai bằng ót tức tại nhóm có miên ca lùng bạ đôi tật nia đai tại không nâng ta hết ấy ban bị miên chân nhóm sông tổ lá ca vinh là chay tam nâng cho bởi bố khi ông thế nia bởi đây khi ông tha mình miên chỉ nẹ khô khơ cắp dùm lập rưu cò thơ ấy đôi ông bơ thao tiếp đôi chắp tròn miên mà nai lộp luôn bận sạc cứ ắt miên tiếng ơ rút nơi chạy sạch đây tăng pi cho năm môn chất sập rám rụng đó chất sập rám chạy sạch đây được trong bàn bị dây ruột mà hơi hơi nâng pê đè Việt Nam trốn mình đè ban chuốc nia mà đong na sao là hôn đo cho năm bẹt bay bẹt bì bẹt bay bay kia là hốt hơi chuột hơi co mà plet đuôi co Madam. Bay kia to tiệt Madam. Lục sấy. J'ai une dernière question pour faire suite à ce que vous a demandé Monsieur le Président au tout début de votre audition. Il vous a demandé quelle était votre activité aujourd'hui. Vous avez dit que vous étiez femme au foyer. Je voudrais que vous complétiez cette réponse en nous expliquant quels sont vos moyens d'existence. Comment vivez-vous aujourd'hui? Avec quel argent? Mr. President, this question is entirely irrelevant to any of the issues that have to be judged in this case. It's not relevant to Khieu Somphong's character, and it's not otherwise relevant to any other issue, and for that reason I object on the grounds of relevance alone. Si je puis répondre, Monsieur le Président. Je pense que l'objection du procureur est infondée et qu'il est important que notre chambre sache comment la personne la plus proche de M. Khieu Somphong, c'est-à-dire son épouse, vit aujourd'hui, quels sont ses moyens d'existence. C'est une question très simple. La réponse prend quelques secondes, j'imagine. Donc, j'estime que la question peut être posée. Et qu'elle regarde la personnalité de mon père. កិច្ចដំណើរការសកម្មភាពតាមរដ្ឋថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពតាមរដ្ឋថ្ងៃនេះសកម្មភាពលើកទី7ធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកតើនៅសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅពេលព្រឹកអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មសាកសីសូសុជាតិ
đại năng bắt đầu xuất hiện đau đau sạ bệnh nhà năng sạ mệt vì nó mốc làm năng gặp bệnh này hay năng ai miền phía bắt đầu phải lấy chun từ cầm mệt vì cà phê đây nôn chi hay xong việc gì hay năng Brazil ông nhầm đây năng vừa sạ nà cá sạ đập nơi sạ khay cắm sạ xây đại miền hà giang thi sĩ đại biểu một mùi rồi xài bay សូមភិក្ខុនៃរឿងក្តីហើយបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងកិច្ចសម្ដែងការសํานักការរបស់អង្គជនវិទ្យាសាស្ត្របងនិងសាធារណជនជ្រាបហើយលោកស្រីសុជាតអង្គជំរះស្ដាប់នៅទៅខេកកម្ពុជាលោកស្រីមិនទាន់ចាប់បានឡើយទេអង្គជំរះធ្វើសํานักការស្ដាប់លោកស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះសូមកោះអញ្ជើញលោកស្រីមកបន្តផ្ដល់ទៅខេកកម្ពុជានៅថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង 9 សាក់សីរូបនេះត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ថ្នាក់នៅវិញហើយនឹងឲ្យនាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់ទីកន្លែងផ្ដោតទៅខេត្តកាមនៅក្នុងបន្ទប់សមាការនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកវិលាមកប្រាំបួនហើយសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីមុំរិទ្ធាដែលជាមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកចូលរួមជាមួយនឹងសាក់សីរូបនេះដែរហើយបកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខុមខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនទៅកាន់មន្ត្រីខុមខាំងនៃអបតកវិញចុះនិងបកបឲ្យនាំខ្ល